vui chơi và học hỏi. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Ý nghĩa hai câu chứng ngôn đức tin. Thứ nhất, câu chứng ngôn đức tin La ilaha illallah nghĩa là gì? Nghĩa là không có thượng đế đích thực ngoại trừ Allah. Thứ hai, câu chứng ngôn Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh nghĩa là gì? Nghĩa là người Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đích thực là một nô lệ của Allah không được thờ phượng người, cũng là vị thiên sứ của Allah không được phép phủ nhận người.